Rồi ha, xin chào bạn ha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho anh em về kiến thức marketing ha. Thì các bạn có thể để ý màn hình của mình chạy quảng cáo Google, đúng không ạ? Thì ra thì chúng ta phải luôn luôn khác biệt một tí, đúng không? Chạy mà chạy không mất tiền thì mới là hay chứ. Ôi, không mang tính chất khoe khoang ha. Thì ở trong video này thì mình chỉ mang tính chất là sâu cho anh em thấy thôi, và mình phân tích một chút ha. Thì ở đây các bạn có thể thấy một cái chiến dịch, cũng là một chiến dịch banner đây. Thì banner ở đây thì mất chi phí, đúng không ạ? À, chi phí mất này, anh em có thể để ý ha. Còn ở đây tại sao chi phí nó lại không mất, và chi phí ở đây mình setup như thế nào, đúng không? Trong đầu thì luôn luôn các bạn cần phải đặt những cái câu hỏi. Và mình thì bây giờ mình không có ở những cái mình chia ra một level ha. Mình không phải ở cái level mà gọi là biết chạy, tức là biết biết chạy Google, không phải là biết setup hay không, hay là biết không. Mình bây giờ mình qua những cái level đó rồi. Bây giờ mình qua một cái level, tối ưu, gọi là level mà level không phải mất tiền mà vẫn có khách. Thì nó ở một cái level như vậy thì các bạn cũng cần phải nâng cấp mình lên ha. Thì ở đây đó, thì ở đây thì mình cũng có hai chiến dịch. Ở đây là chạy banner cho Aqua, đều là Aqua hết á. Thì mình sẽ thâu ra cho anh em xem thì mình sẽ đáp như thế nào nhá. Ở đây thì nếu mà anh em để ý, mình chạy bằng CPA ha, mình chạy bằng CPA ha. Còn ở đây thì mình làm tới đâu mình sâu luôn đấy ha. Thì ở đây thì mình chạy theo lượt cận, lượt nhấp, được chưa? Lượt nhấp và gì ạ, nó gọi là CPC này, chuyển đổi ha, lượt lượt nhấp, tính theo lượt nhấp CPC ha. Đó thì thường là anh em thường, nếu mà như cá nhân mình đi phỏng vấn á, ở các công ty ấy, thường thì mấy bố thật sự cũng có biết gì đâu, mà cũng toàn CTR sao em, hay là CPC như nào, rồi chi phí thì sao, rồi hiển thị lượt nhất như nào thì là hợp lý, như nào cân đối. Thì thực ra thì mấy cái đó thì nó quá là phỏng vấn, mà nó rất là kỳ, mang tính chất là phỏng vấn chỉ để biết thôi. Và các bạn cũng chỉ đang dừng lại vấn đề biết thôi. Nếu mà các bạn chỉ dừng lại vấn đề biết thôi thì các bạn sẽ đi rất là chậm. Nên các bạn cần phải đi chuyên sâu vào, và đặt ra thật nhiều câu hỏi, và mình cũng phát triển, mình cũng phát triển được từ đó, được do mình đặt rất nhiều câu hỏi ha. Thì ở đây các bạn có thể gì, ừ đây, thế bây giờ chạy chạy mất tiền này, đấy, thoải mái đó, là CTR rồi cùng đâm lên này, được chưa? Thế bây giờ mình sang bên này nào, làm gì có chỉ tiêu gì đó, lượt nhấp này, hiển thị này, CTR này, đúng không? CPC không này, chi phí này không luôn. Còn sao ở đây thì chi phí thì sao, chi phí này đó, thì tới đây là mất tiền chắc chắn rồi đó. Còn tới đây thì không mất nữa, bởi vì là mình đó, thì anh em có thể để ý đó. Thì mình sâu ra tới đây để cho anh em nắm chắc tới đây ha. Thì xong rồi mình sẽ đi tiếp ở một cái banner như này, cũng là banner Aqua ha. Thì các anh em có thể để ý hình ảnh như nhau hết, được chưa? Hình ảnh này, hình ảnh nhá, thì hình ảnh này có gì đâu, đây các anh em nhấp đây này. Hình ảnh này, thế thì các bạn làm marketing đúng không, hoặc là các bạn là một nhân viên, dừng lại vấn đề là các bạn làm nhân viên, thì các bạn chọn cho bạn kênh nào để các bạn phát triển thị trường, đúng không ạ? Có rất nhiều kênh, thường thì ai cũng thế, ai cũng bị áp lực doanh số, thế là bắt đầu là chúng ta là nghĩ ra là chạy Facebook. Em thấy anh kia chạy Facebook có khách, em lại thấy anh kia chạy Google, em thấy anh kia chạy Zalo, thế là kênh nào chúng ta cũng biết hết, và cuối cùng chúng ta không tối ưu được. Thế thì xong sau đó thì các bạn cũng có thể là dành một khoản tiền nào đó để các bạn dành ra những cái khóa học, nó chạy trên mạng rất là nhiều, nhất là YouTube cũng chạy rất là nhiều. Thì để khóa học marketing đi đó. Thì anh em, nếu anh em mà càng đăng ký những cái khóa học như này ấy, thì mình dám khẳng định anh em càng đi xuống rất nhiều, mình dám khẳng định luôn. Kể cả là những khóa học của Phạm Thành Long hay là cái gì Long Long đó, diễn giả Long, mình cũng đã từng xem một vài video. Mình ở đây mình không mang tính chất là gato, diễn giả cái Nguyễn Xuân Nam lại cũng thế này,
Mình xem rồi mình biết hết. Long gì, cái gì Phạm Thành Long là cái gì Long mình còn không nhớ tên. Đây Phạm Thành Long này, này. Mà Hà Nội toàn mang tính chất là nói chung chung thôi, và cá nhân mình chưa bao giờ mình đi học một bất cứ một khóa học marketing nào hết. Mình nói thật ở đây, mình chia sẻ thật, mình chỉ học mỗi trường đại học Vũ Tech, cao đẳng Vũ Tech, Vũ Tech, và mình học còn chưa lấy bằng, mình còn chưa lấy bằng ra. Thì để anh em ở đây mình không mang tính chất được khoe khoang, nhưng mình chia sẻ để anh em định vị lại lại các bạn một chút, để các bạn cần phải tập trung vào những cái gì. Thì đầu tiên á, như mình nói rồi là đây tới đây đấy là anh em đã biết rồi. Thế bây giờ anh em đi học ấy thì nó có dạy cho tới đây không? Thế bây giờ nó dạy tới đây thì bây giờ bảo nó giải thích tại sao cái chỗ này nó mất tiền, đúng không ạ? Mà sao cái chỗ này của ta nó lại của thằng Hiếu này nó lại không mất tiền, rồi giải thích sao? Cũng là nhấp này, tại sao nó lại cũng nhấp đây đấy, rồi giải thích né nhấp này cũng đây nhấp, và đây cũng nhấp né. Thì ở đây mất tiền rồi, ở đây thì rõ ràng là mình chạy mạnh tiền hơn, mình chạy trước một ngày hai ngày thì nó vậy đó, thì nó cắn tiền mạnh hơn thì nó nhiều lượt nhấp hơn thôi. Thì ở đây mất tiền mà sao ở đây không mất tiền đó, thì các bạn đi học đi rồi các bạn sẽ thấy ha. Thì ở đây thì mình vẫn chưa giải thích cho bạn, để bao giờ ở những video tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ tiếp. Phải giữ lại một cái gì đó cho mình chứ, đúng không? Chia sẻ hết thì cũng kỳ quá. Thì ở đây là chạy chạy tìm kiếm này đó, chạy tìm kiếm Sun Group ha. Thì nói chung là chạy cái gì cũng chạy được hết. Ở đây là bán biệt thự shop house ha, thì chạy cái gì cũng chạy được hết, các bạn có thể để ý. Quan trọng nhất là cách tối ưu của các bạn nó như thế nào. Thế thì thế nào là tối ưu? Thì như mình đã nói, bây giờ chia sẻ nha. Thì đầu tiên á, các bạn đây, mình đã chứng minh là các bạn chỉ là dừng lại ở vấn đề biết thôi nhé. Ví dụ như một bạn này mình rất may là bạn này cũng không không có avatar gì ấy, thì nói nó cũng không. Ví dụ như này là nhận chạy Zalo không? Ok, đúng không? Cam kết nếu mà ai mà liên hệ với mình á mà kêu có cam kết không thì chắc chắn là mình sẽ nói là không ha. Và mình chỉ cam kết là chạy hết tiền thôi, và đây là cái thương hiệu mình không bao giờ mình ăn tiền của các bạn làm gì nhiều hết. Đó là lý do mà tại sao mình chia sẻ rất nhiều trên YouTube. Mình cũng muốn các bạn chạy được mà. Và có rất là nhiều bạn kêu học á. Học thì bây giờ ngày xưa mình cũng có dạy một vài bạn rồi, và cũng có một số bạn cũng thành công. Dạy đâu được 5 5 6 7 người á thì cũng các bạn cũng thành công. Đó. Được chưa ạ? Thì ở đây thì mình nói là các bạn chỉ dừng lại vấn đề biết thôi, và khi mà các bạn này Google liệu liệu được không anh này. Và đó. Thì đây thì mình chụp hình của mình đấy. Cái hình của mình này. Thì thực ra thì mình mấy những người này biết hết rồi. Đây. Thì chụp hình đây. Né, chẳng có mất xu nào đâu. Đó thì nó nhìn vào đây thì là giỏi gì, thực ra mình không có giỏi đâu, thực ra mình như các bạn thôi, mà do mình đặt rất nhiều câu hỏi nha. Câu hỏi này tại sao này, đó được chưa? Thì mang tính chất là kỳ quá, nhưng mà nói thế nó trừu tượng quá ha. Đó thì không mang tính chất là khoe đâu, nhưng mà mình đang chia sẻ và dẫn dắt anh em từ từ này. Đó được chưa ạ? Và các bạn này chạy á là các bạn chạy landing page ha, và các bạn chạy lên landing page là các bạn chết. Nó có một cái trang landing này, landing đây này, landing page thì sao nó có đây, và các bạn mất 3 triệu ha. Khi mà đăng ký này thì các bạn gọi là bảng giá này, bảng bảng giá đi nhấp đi ha, thì đâu đó nó mất khoảng 2 triệu 7 premium này, Pro này, này các bạn nhân lên trên một tháng nha, thì chắc chắn là các bạn tính theo năm ha. Thì khi mà các bạn liên hệ với mình nhé, thì với cái số này là mình sẽ tư vấn cho các bạn một cái website tổng cực kỳ ok. Nên là các bạn khổ lắm, các bạn chỉ dừng lại vấn đề biết thôi, nên là các bạn chết rất nhiều, và mình thấy được các bạn. Và khi ví dụ như cái bạn này chẳng hạn, thì em
em chạy landing page này, và chắc chắn là chạy landing page là cũng cũng connect với landing page ở kênh này. Thế là chính chính vì thế là các bạn chết rất nhiều từ cái này. Các bạn nghĩ rằng là nó rẻ nhưng thực ra nó không rẻ, rất là khó. Và có những người ví dụ như mình cũng có bà chị đây, hoặc là có rất là nhiều người đã liên hệ với mình, dường như mình cho free đâu rồi, ví dụ như cái bà nội này đi chẳng hạn, thì khi mà liên hệ với mình đúng không ạ, thì sao ạ, dường như là mình cho free luôn, cho free một cái web đó thì cũng chạy này, có khách này. Và ở đây thì mình chia sẻ để cho anh em hiểu được rằng là những cái bước đi các bạn cần phải tối ưu như nào, tối ưu cực kỳ tối ưu luôn. Thế là các bạn không biết, đâm ra là các bạn bị tốn rất là nhiều tiền, và mình thấy các bạn tốn tiền vì là hồi tối là có bạn này bạn nhắn tin, nên là mình thấy các bạn tốn tiền nên là mình mới làm video mà nói cái sàm sàm này, chứ thực ra mình không có rảnh đâu mình nói đâu. Thế thì các bạn thì có thể thế thì đây ha, đây là gói bình thường ha, rồi mình lấy một cái gói khác này premium. Bởi vậy nên là các bạn chết rất là nhiều và chết ở cái thiếu hiểu biết đó. 5 triệu này mà đưa cho mình thì mình sẽ tạo cho các bạn được một cái web cực kỳ ok, nó giống như thế này, và mình làm cái web y chang này luôn, bởi vì mình biết như này là tối ưu, cực kỳ tối ưu rồi đó. Thì các bạn có thể thấy này, tin dự án thì nhấp vào xem tin dự án được chưa, đấy biệt thự này, nghỉ nghỉ dưỡng này, chuyển nhượng không, nghỉ dưỡng này đó, Sầm Sơn viết đủ thứ. Thế thì bây giờ mình sập một cái từ nhé ha, ví dụ mình lấy từ này đi. Ở đây mà hôm nay mình chỉ chia sẻ thôi nhá. Đó, thì các bạn kiếm cái này nhé. Nè, thì nó ra trang web mình này. Thấy chưa? Đó. Thấy chưa? Thì đây là trang web mình ha. Đúng không ạ? Sản phẩm tốt này. Đó. Thế thì mình chia sẻ anh em như vậy đó, thì anh em làm được, các bạn hiểu được tới đâu thì hiểu. Nhưng mà cuối cùng là tối ưu nhất của nó có thể là như thế nào, đúng không ạ? Rồi tiếp tục thì mình nói như vậy để cho anh em mường tượng ra được rằng là nó sẽ như thế nào và nó tối ưu như nào nữa, đúng không ạ? Thì bây giờ thêm một cái tối ưu nữa nhé, ví dụ mình lấy một cái dự án aqua đi, đây lấy cái của bà chị đang chạy, stop đây. Aqua thì các bạn có thể thấy đây là một cái mà nó tối ưu á, là tối ưu từ trên xuống dưới luôn, và nhìn như là cái giao diện website này mình view rất là nhiều rồi, và mình khi mình làm mình là mình đã tối ưu từng tí một rồi mà rất là cẩn thận, các bạn có thể thấy rồi là đủ thứ hết rồi, được chưa ạ? Tới đâu là các bạn phải quan trọng nhất là khi mà khách hàng nó đọc tới đâu là nó hiểu tới đấy nhá, chứ các bạn đừng có chạy như thế này, nhập qua Wacky chẳng hạn, nhấp lại đi, trang web này cũng được đó. Thì các bạn có thể để ý từ khúc khúc trên này thì cảm thấy nó còn ổn ổn này, nhưng bắt đầu đi xuống dưới chỗ này các bạn thấy nó lủng không, thì tại sao cái này không không cho full màn hình đi để khách hàng nó cảm nhận dễ hơn, nó giống như thế này của mình này, đúng không ạ? Tại sao chúng ta không cho full màn hình đi mà tại sao lại để như này, được chưa ạ? Rồi ạ, đó rồi, các bạn sẽ thấy được rằng là nó sẽ như thế nào, nói chung cũng tạm tạm đi, nó còn có rất là nhiều cái mẫu website khác mà các bạn sẽ thấy được rằng là nó sẽ không ok. Cái này của hình như của bên Serial này, nhìn là cái điệu biết rồi, xem quá nhiều lần rồi. Được ạ? Thì ở đây thì mình nói là các bạn cần phải tối ưu và các bạn cần phải làm sao để cho cái website của mình nó tốt nhất thì nó mới lấy được cái cảm xúc của khách hàng, và mình mong muốn rằng là khách hàng đọc tới đâu là khách hàng hiểu tới đó. Ví dụ như này, xem thông tin nội dung chẳng hạn đó, thì bên cạnh nó có một cái hình, rồi cứ thế. Khi mà xem thông tin đúng không, khu đô thị rồi thì thường thì khu đô thị xong á thì đã nghĩa ra chỗ này của mình đã nghĩa là mình phải cho thêm một cái hình vị trí này, nhưng mình còn thiếu này đó, thì trong một cái này thì mình chưa có, chắc là mình sẽ bổ sung thêm
Đó thì nó gọi là tối ưu ha. Rồi kéo yếu tiếp xuống thì khi mà khách hàng mà nó trải nghiệm là nó sẽ hiểu, nên các bạn yên tâm. Đó rồi mặt bằng rồi tiện ích ha, đó đủ thứ hết ha. Cái này vẫn còn chính sách cũ đó, thì làm tới đâu là để cho khách hàng nó hiểu tới đó, thì đó là tối ưu. Sau khi các bạn tối ưu xong thì các bạn hãng tối ưu website cẩn thận xong nha, thì các bạn hãng sang bên này các bạn chạy ha. Rồi các bạn đừng có chạy mang tính chất là chạy cho có ha, rồi các bạn sẽ thấy được cái vấn đề tại sao nó thảm hại như vậy. Rồi mình sâu ra một cái này đi đó, thì đây cũng thế, thì đây là một chạy một cái dự án là Sun Group ngoài Thanh Hóa ha. Đó thì mình sẽ kéo cho các bạn thấy rằng là làm tới đâu là nó ok tới đó luôn. Bởi vì là cái màu của mình nó thiết kế là nó đã như vậy rồi, và nó chỉ có như vậy mà làm thôi. Được chưa? Khách hàng đọc tới đâu là khách hàng hiểu đấy, các bạn đừng có cố nhồi. Chưa? Chỗ này hơi màu mè tí, hơi nhìn hơi nhức não tí, nhưng mà chắc là vì edit lại mỗi ngày dở ra nhìn thấy nó chối chối. Đó thì các bạn cần phải làm sao để cho khách hàng nó hiểu ha. Thì cái hình này nó rất là đẹp, thì đi mới đẹp thì cần phải đẹp rồi thì phải bán hàng luôn. Nó rất là nhiều các cái ý nghĩa bên trong ha. Ví dụ như khi khi mà các bạn để ý nhá, khi mà các bạn có một cái hình đẹp như này thì các bạn cần phải đi kèm với nó. Nhưng tại sao mà mình lại không không để cái hình này là để trống như những cái hình bên trên này? Cả một cái dự án nó có mỗi cái chỗ này nhìn nó còn khác biệt tí, còn những hình nó chung 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 không à. Đó thì mình cho cái ưu đãi ha. Đó thì các bạn có thể để ý là khi mà xem mà đọc á thì nó sẽ ăn nhập với nhau. Đó và một cái hình tổng quan về mặt bằng vị trí như nào thì nó rộng như thế này thì nó mới để ý hết được phần nét. Thấy chưa? Phần thực tế. Rồi lại lý do mua ha. Rồi hết. Đó là tối ưu về website. Sau khi các bạn tối ưu về website xong á, các bạn mới giải quyết được cái vấn đề tại sao mình lại show website. Bởi vì các bạn này chạy này, bạn chạy Google này, và bạn kêu là bạn bạn chạy landing page ha, thì mình sẽ show landing page ra để giải quyết được cái vấn đề của bạn này. Đó đây này, và bên em chạy dùng landing page và họ điền form, đâm ra là các bạn sẽ bị thiệt thòi rất nhiều. Các bạn thiệt thòi cực kỳ nhiều, và mình chính vì cái vấn đề đó thì mình mới làm video mà nói sàm 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 này. Thì khi mà các bạn á nó phải đầy đủ hết, ví dụ như Zalo, rồi là rồi các bạn cần phải connect về thêm một cái nữa, nó là cái gì ta, thằng này cho rồi mà ta, nếu các bạn cần Messenger này nữa này, à, nhắn tin thẳng các bạn luôn đây, cái Messenger này. Này là nghĩa là phải book cho cơ. Đó thì là cần cho kết nối bằng qua fanpage nữa ha. Google gọi gọi đó. Thì các bạn như vậy thì nó gọi là tối ưu ha. Rồi. Thế thì khi mà các bạn tối ưu xong hết cái đó thì phải các bạn hãy quay lại chạy cái thằng thằng Google ha. Thì đó thì khi mà mình chạy này thì ở đây khá ổn. Nó không quá tệ đâu. Bởi vì cái này chạy là chạy thầu top 2, top 3 luôn á, top 1 luôn á, nên rất là ok. Thì cá nhân mình đánh giá nó rất là ok ha. Rồi còn còn mình sang một xíu về Zalo, thì ở đây thì mình chia sẻ thêm về cái Zalo đúng không ạ. Thì ở đây thì các bạn có thể để ý khi mà mình setup bất cứ một cái dự án nào á thì mình rất là quan trọng về cái lượt tiếp cận ha, cái lượt hiển thị này, cái lượt hiển thị xong xong tới lượt tiếp cận click kết quả xem bao nhiêu ha. Đấy thì các bạn có thể để ý thì ở đây á, ở đây là chạy form ha, chạy form nhưng mà form trên phương diện là data ha. Thì cái này là mình cũng chia sẻ với anh em rồi, thì cũng có một câu trả lời đây với chi phí là 20, hiện tại 20 ha, 20 ngàn trên một câu trả lời như này thì nó khá là rẻ. Thì ở đây thì mình chỉnh sửa nó để các bạn đây ha, thì mình chạy data ha, được chưa?
data bằng phone. Cái này là mình cũng chia sẻ với anh em rồi, các bạn có phone thì các bạn add rồi, thì rõ ràng là khi mà các bạn chạy á, thì các bạn chạy theo hướng này á, là đối tượng chính xác, nên không cần phải độ tuổi này kia kia nọ gì hết, được chưa? Rồi tới cái này thì các bạn cần phải setup thêm cái gì ạ? Thì ở đây mình chạy đất nền ha. Mình sẽ show ra cho các anh em xem cái mình chạy trước. Thì ở đây mình chạy là chạy miền Nam nhưng mà Hồ Chí Minh ha. Được chưa? Tất cả và độ tuổi này. Đấy, thế thì các bạn kéo xuống thì độ tuổi tới đây rồi, các bạn để ý ở bên này nhá. Chỗ này này là mình không có chọn gì hết ha. Thì tại sao mình lại không chọn? Mà trong Facebook thì mình bắt buộc mình phải chọn, nhưng mà bên này thì không phải chọn. Đó thì các bạn cần phải hiểu cái thuật toán của thằng Zalo nó như thế nào nữa nha. Thì thuật toán của nó là dạng, nó dạng nhá, dạng hiển thị banner ha, hiển thị banner. Và hiển thị banner thì nó giống như thằng Google này, đây này, nó này, và lượt nhấp 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 này, hiểu chưa? Các bạn thấy không ạ? Đó, lượt nhấp 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 đây, các bạn để ý ở đây nha, nhấp nhấp này, đấy. Được rồi ạ, thế thì sang bên này, thế sang bên này thì ông này cũng thế, ông này cũng thế, ông này cũng nhấp đúng không ạ? Mình show ra một cái nữa ha. À, đây mình show ra một cái nữa thì để cho anh em hình dung và anh em phải hiểu được nó thôi, thì anh em chạy mới tốt được. Đó thì các bạn để ý này, 400 lượt nhấp, được chưa? Hết 2 triệu, được chưa? Rồi thế bây giờ mình so sánh nhé, so sánh với thằng này, với thằng này thì 400 lượt nhấp, thì thằng này 300 lượt nhấp nhưng mà hết 1 triệu. Đó thì anh em thì so sánh xem thằng nào chạy ok, được chưa ạ? Rồi anh em so sánh đi. Thì chắc chắn là thằng Google này chạy ok hơn chút rồi, tới đó được chưa? Rồi bây giờ mình so sánh về cái lượt hiển thị nhá, thì thằng này 200 ngàn đúng không ạ? Thì đây hiển thị này, thấy chưa? Thế thì thằng Google á, khi mà nói tới chạy mà chạy quảng cáo á, chạy quảng cáo nha, thì chắc chắn thằng Google nó hơn thằng Google nó hơn thằng Zalo rất nhiều, được chưa ạ? Thế nhưng mà đây là cái hình thức chạy mì ăn liền, các bạn mì ăn liền là nó rẻ và nó không phải mất chi phí. Ví dụ như chạy Google thì phải mất, chạy chạy Google đúng không, thì nó phải mất website không đúng không ạ? Chạy Google thì có phải mất landing page này, mất website này, mất nhờ người làm này, đủ thứ hết, nên là các bạn phải hiểu rằng là có rất là nhiều người liên hệ, và liên hệ sao nhờ chạy Zalo như bạn này chẳng hạn, hoặc là mình kéo mình nhiều người nhờ chạy lắm, một ngày rất là nhiều người đó, ví dụ như bạn này cũng thế này. Và rất là nhiều nhiều anh em cũng cũng nhờ mình chạy, nhưng mà mình toàn mang tính chất rằng là lên trên này coi 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 đi, xem đi rồi chạy làm y chang vậy á, là các bạn chạy được. Đó thế thì dừng lại tiếp ở cái vấn đề đó, thì mình muốn nói với các bạn rằng là các bạn cần phải phân tích ra, và các bạn cần phải chạy chạy xong rồi các bạn so sánh những cái nào tốt thì các bạn chạy và các bạn đẩy mạnh, được chưa ạ? Thế nên Zalo với thằng Facebook nó là một kênh mì ăn liền thì chịu thôi ha, thì các bạn ok. Thì thường là các bạn sale á, thì các bạn sẽ thích thích theo kiểu đó, nhưng tại sale, nhưng á, nếu trong tương lai nhé, sẽ có rất nhiều người xem kênh YouTube của mình chẳng hạn, sẽ có rất là nhiều người xem kênh YouTube của mình, được chưa? Mình sẽ lấy ra một cái kênh YouTube đi. Thế thì khi mà người ta xem kênh YouTube của mình ấy, là người ta sẽ biết biết chạy quảng cáo, và mình chắc chắn một ai đó mà xem kênh như cỡ nào cỡ sẽ biết chạy quảng cáo. Thế thì trong tương lai nó có rất nhiều người biết chạy y chang như các bạn và chạy sao chạy tốt như mình, thì như thế là cái thị trường ấy, thứ nhất là về digital rất là mạnh, cái thứ hai nữa là sao ạ, nó rất cạnh tranh. Thế nên là các bạn cần phải tính được cái hướng là hướng cạnh tranh nữa ha. Rồi sau khi mà quá cạnh tranh đúng không ạ, thì các bạn cần phải phát triển ra, các bạn cần phải đi theo một cái hướng là không rất ít người đi, rất ít người đi, đó chính là các bạn phát triển một kênh YouTube như mình này, được chưa? Rồi thì mình sẽ show ra cho các bạn cái hướng đi khác nó sẽ như thế nào ha. Thì các bạn có thể để ý này, các bạn thấy không ạ? Đó thì đây, vì là mình thiết kế website và nhận trả quảng cáo đúng không ạ? Đó đấy, các bạn thấy không ạ?
Và nó trải dài xuyên suốt, trải dài xuyên suốt. Đó, thì chắc chắn là nó sẽ trải dài xuyên suốt luôn. Thì ở đây thì mình muốn nói với các bạn rằng là các bạn cần phải phát triển nó, những cái gì nó khác hơn. Chứ nếu như các bạn á, các bạn tối ngày á, tối ngày mà các bạn sao nhỉ? Các bạn chạy quảng cáo, tối ngày các bạn cứ cứ đầu tư vào chạy quảng cáo Google, Facebook không, là các bạn sẽ một ngày nào đó các bạn sẽ tốn rất nhiều tiền, bởi vì nó cộng quá cạnh tranh mà. Đó, thế nên là các bạn cần phải đi theo phát triển thêm những các cái hướng đi khác ha. Đó thì mình chia sẻ anh em vậy đó. Thì bây giờ mình đang phát triển một kênh như này để mình làm gì ạ? Đó, để mình gì ạ? Để mình marketing theo cái hướng của mình. Đây. Đó, các bạn để ý này. Có một cái banner mà mình tự thiết kế ha. Đó là nhận chạy quảng cáo Facebook này, Google, Zalo này, và những thiết kế. Được chưa ạ? Đó thì các bạn cũng thế, các bạn cũng có thể đi theo cái hướng như thế này để tối ưu lại được cái chi phí marketing của các bạn. Được chưa ạ? Thì đó là cái hướng đi mới ha. Đó là cái hướng đi mới của cá nhân mình. Còn các bạn có chịu phát triển, có chịu theo cái hướng mà mình gọi là mình tư vấn hoặc là mình chia sẻ anh em thì anh em có tùy thôi. Video này thì mình nói hơi dài, nhưng mà cũng nói hơi dài thôi, không biết còn gì hay để cho anh em nữa không ta. Rồi ha, thì mình nói thêm về cái thằng Zalo này một xíu nữa. Thì ở đây nếu mà anh em để ý, khi mà anh em chạy chạy bất cứ một cái dòng sản phẩm nào á, thì chúng ta sẽ dừng lại ở ở vấn đề là setup, đúng không ạ? Khi mà các bạn setup á, thì các bạn cần phải để ý tới tới gì ạ? Tới lượt hiển thị. Zalo như này thì các bạn phải để ý tới lượt hiển thị, sau đó là lượt nhấp ha. Các bạn đừng có để ý tới những cái CTR này, rồi là tần suất này kia ha. Bởi vì những cái đó nó không có mang tính chất rằng là chuyển đổi cho các bạn. Chỉ có cái lượt nhấp này là cái lượt chuyển đổi này, và cái lượt này là cái lượt này, kết quả của chuyển đổi ha. Và mình setup như nào thì ở đây thì mình có nói rồi, thì ở đây này đó, được chưa? Và mình không chọn sở thích ha. Đấy, rồi lượt nhấp này, rồi các bạn có thể để ý mình sẽ show hết cho anh em ha, để anh em có thể là setup y chang như mình. Thì đây là cái mục đích của mình mà, để mình muốn anh em, tất cả anh em đều chạy giống y chang mình, và các bạn chạy đều chạy tốt như mình, ví dụ vậy. Được chưa? Rồi các bạn setup như này ha. Các bạn cần phải có những cái này nhá, để loại bỏ trẻ trâu ha. Rồi, nội dung bài viết thì đây y chang như này, tùy các bạn thích setup như nào thì setup. Rồi ha, thì tiếp tục tới thì các bạn cần phải tải thêm một cái phần mềm Adobe này, được chưa? Thì khi này các bạn vào đây thì các bạn mới thiết kế được những cái hình banner như ở trong hình này. Thì để mình show ra một xíu để cho anh em hiểu hết được quy trình người ta làm marketing như thế nào ha. Rồi ạ, đợi mình xíu. Đấy, các bạn mà xem hết cái video này của mình, cứ bằng bằng các bạn đi ra ngoài kia học ít nhất là một tuần, thề. Đó thì ở đây thì mình thiết kế này, các anh em có thể để ý, thì mình cái video là mình thiết kế rồi, nhưng mà mình sẽ làm lại một xíu để cho anh em thấy các bạn. Thì đầu tiên là anh em sẽ làm gì ạ? Khi anh em tải cái này về, đúng không ạ? Rồi khi anh em tải về ha, thì các anh em sẽ vào như màn hình như này, thì các anh em kéo này, anh em vuốt này ha, màn hình kéo này này, hoặc là cần ship ô cũng được, các bạn kéo kéo vuốt ở đây. Rồi cái màn hình của thằng một cái banner của thằng Zalo nó cho thì là 1200, chiều dài 1200 ha, 627 ha pixel, được chưa? Rồi thì nó sẽ được như này. Rồi khi mà các bạn làm xong như này á, thì các bạn cần cái gì ạ? Các bạn kéo một cái hình như đây, được chưa? Vì các bạn này Alt Tab để zoom ra zoom vô nhá, rồi con chuột zoom ra zoom vô này đó. Sao tự nhiên mình nói mấy cái này chi không biết nữa này, được chưa? Rồi đó, các bạn cũng có thể để ý này, các bạn bắt buộc các bạn biết cái này khi mà các bạn muốn tự 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 các bạn làm ha. Thì ở đây thì mình các cái font này, cái font của nó ha,
cái font các bạn có thể tải cái font này về ha. Đây thì mình sẽ là để là bao nhiêu, 650 triệu đúng không, 650 này. Đấy xong rồi ra được rồi, xong mình kéo thêm một cái hình đây. Đấy mình kéo lên, ấn ấn phím shift ha, shift và nhấp vào đây, xong rồi ấn phím shift mình kéo đó, được chưa? Rồi thì ở đây á mình sẽ làm như sau ha, khi mà có một cái hình này thì các bạn shift ô đi ha, rồi các bạn ăn group nó, ăn group ha, rồi đó các bạn vuốt như này, ấn shift shift shift, các bạn cần phải có một cái khóa học căn bản về cái thằng AI này đó. Rồi cái này thì mình không mang tính chất múa rìu của bác thợ nha, nếu bạn nào biết thiết kế rồi thì thôi ha, mình nói những ai mà chưa biết thiết kế. Ở đây mình có nên group vào cho nó xa ra xíu, bởi vì có bạn kêu mình làm cái này đó. Rồi cái này kéo vào đây, cái này là gì ạ, triệu đó, khi mà các bạn triệu lên đây đúng không ạ, thì các bạn cái này nó đang chìm bên dưới thì các bạn nhấp vào cái này, không các bạn sâu lên trên đó. Mình nói thật nếu mà các anh em nào mà chịu nghe cái video này thì một video này của mình sẽ giúp anh em giảm ít nhất là mấy triệu bạc đi ra ngoài đi học rồi. Thề bởi vì mình gặp rất là nhiều anh em đi học xong rồi về chả biết làm gì rồi, và cũng kêu mình dạy nhưng mà mình rất là lười dạy đó. Ok rồi, cái chữ này chữ trắng đi, được chưa, các bạn đè lên rồi. Thế thì cái chỗ này đúng không ạ, cái chỗ này các bạn chọn từng phần tử như này, ấn phím shift ha, shift xong rồi chọn nhấp vào từng thằng như này, xong rồi ấn group như rồi, hoặc là zoom hết này, xong rồi ấn cái này mình group chưa. Rồi, hoặc là Ctrl G để group đó. Mỗi lần nhấp này đó. Được chưa? Rồi các bạn sẽ chọn gì? Các bạn sẽ chọn một cái border cho nó ha. Thì vào đây đi. Kéo nó vào đây. Ha. Rồi. Thì tại sao mà mình lại lấy một cái hình nó mang tính chất chân thật như này, thì mình muốn nói là khi các bạn chạy đất nền á thì các bạn bắt buộc các bạn phải có cho mình một cái gì ta? Một cái hình mang tính chất là nó có nhà có cửa một xíu. Các bạn để một cái đất mà đất không thì nó khách hàng nó khá là quan ngại về cái vấn đề đó, bởi vì bây giờ tại thị trường bây giờ cái đất không nó quá nhiều rồi đó, được chưa ạ. Và các bạn nhấp vào đây, các bạn kéo nhỏ nhỏ xuống xíu chứ to quá, được chưa ạ. Rồi thế thì khi ở đây thì các bạn nhấp vào cái chỗ này đúng không ạ, thì các bạn border đi, border này màu trắng ha, rồi đó nhìn đẹp trai rồi đúng không, thì chỗ này các bạn chấm chấm năm thôi. Các bạn cần phải học những cái này, bởi vì có rất nhiều người kêu mình không biết là thiết kế cái này kiểu gì chỉ, nhưng mà mình không có thời gian chỉ thì hôm nay mình sẽ nói luôn đây rồi ha. Đó các bạn cũng có thể làm như mình Premiere đây, đó nhìn đẹp đẹp rồi đó, được chưa, với mục đích là làm để cho nó sáng bên dưới lên, nó không bị. Rồi các bạn có thể làm theo mình ha, thì bắt buộc các bạn cần phải tải cái này về chứ không không tải về thì khó khó làm á. Ok tạm tạm mở đi đó, được chưa. Sau khi mấy thì các bạn, bởi vì mình lười quá mình kéo luôn thằng này lên trên đi, thế là xong, các bạn có một cái banner. Thì cái này thì mình sẽ giúp ai đó chưa biết về đồ họa một xíu ha. Thì để có một cái text như thế này thì các bạn chọn vào text này, nhấp đây đó, cách sân bay cái gì đó đó, ví dụ vậy. Dạ, các bạn cũng có thể cho nội dung to lên đây, hoặc là không cần phải ấy thì các bạn vuốt đây, các bạn kéo lên, ấn phím shift ha, kéo cho nó đều đó. Thấy chưa? Thì như vậy là các bạn đã có một cái hình nó khá là chân thật rồi. Các bạn nhấp vào cái chỗ này ha, các bạn nhấp chỗ này Ctrl Shift Alt Tab S Alt Tab cộng S, Ctrl Shift Alt Tab cộng S thì nó sẽ ra như này. Thì các bạn cũng có thể PNG này, rồi là GIF đúng không ạ, PNG rồi JPG này.
Các bạn có thể chọn kích thước, các bạn để ý vào đây ha, chọn kích thước này, chất lượng mắc hay là như thế nào đấy, được chưa ạ? Bình thường là tùy để làm được đó, thì xem lại ha, laptop Phan Hiếu đó, thì mình chia sẻ hết rồi, các bạn up lên đây ha, khi trong quá trình ấy, các bạn up vào đây rồi các bạn tải hình này đó, thì các bạn tải lên ha. Rồi thế là xong một cái quá trình setup về Zalo. Thì nếu như anh em mà đã theo dõi mình từ trước giờ thì setup rất là dễ thôi. À, mình nhấn lại, các bạn không cần phải chọn gì, chọn nhân khẩu học đâu, các bạn cứ chọn độ tuổi tầm này là được rồi, bởi vì tầm này thì là cứng tuổi, với cả thứ nhất, cái thứ hai nữa là tầm này thì nó chững chạc hơn, thì nó có nhu cầu ok hơn. Đó, thì hôm nay mình chia sẻ tới đây thôi, bởi vì là có rất là nhiều bạn trong cái thời gian vừa rồi kêu mình dạy, nhưng mà kêu mình dạy 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 marketing, nhưng mà mình thật sự là mình không muốn dạy, ngại dạy, nên là mình không muốn nhận dạy. Thì trong cái video này thì mình sẽ chia sẻ để anh em có thể setup được hết từ A đến Z, và anh em hiểu được một phần ha. Thì trong video này anh em có thể thấy được rằng là mình làm mọi thứ đều rất là thật và không có mang tính chất là che giấu bất cứ mối gì hết. Thì tại ở đây á, có mỗi chỗ này thì mình che thôi, chỗ này với chỗ này, tại sao mà thằng này nó trừ tiền mà thằng kia lại không trừ tiền ha. Thì cái này thì mình sẽ trả lời anh em sau ha. Nếu mà anh em thấy thích thì anh em có thể đăng ký. Ok, cảm ơn anh em.